Xin chào, lại là thế kỷ 22 đây. Bạn nghĩ ở những nơi như chợ, trường học hay bệnh viện thì có ma hay không? Tất nhiên, không chỉ có một mà còn có rất nhiều nữa. Được cái những con ma này thì không hại người, nhưng bù lại thì nó rất quậy phá, khiến cho những người nhìn thấy đều ăn ngủ không yên. Ngay bây giờ hãy cùng với thế kỷ 22 điểm qua những lần ma quỷ hiển linh ngoài đời thật nhé. Trước giờ vẫn nghĩ những nơi đông người như là trường học, chợ hay là chung cư sẽ rất khó gặp ma quỷ. Vì ông bà ta vẫn thường hay nói rằng âm thịnh dương suy và ngược lại, dương thịnh thì âm sẽ suy. Nhưng có vẻ như câu nói đó sẽ không đúng lắm. Bởi vì tại một chung cư ở Hà Nội, người ta đã ghi lại được hình ảnh vô cùng đáng sợ. Nhìn đi nhìn lại thì vẫn không xác định được đây là hình dáng của một loài sinh vật gì. Bởi nó có tay chân như con người nhưng lại di chuyển bằng cả bốn chi như một con thú. Chỉ trong phút chốc, nó đã đi được một đoạn rất xa. Đến cả bảo vệ chung cư ngồi gần đó cũng không kịp nhìn ra là đã có một loài sinh vật kỳ lạ nào lướt qua. Các bạn nghĩ sao về loài vật này? Để lại chia sẻ cho thế kỷ 22 biết với nhé. Đi thăm người thân ở bệnh viện cực khổ đã đành, lại gặp thêm cảnh tượng này thì chắc trầm cảm lắm luôn. Một người đàn ông đang chăm sóc vợ của mình thì bất ngờ bị một người phụ nữ bên cạnh hét lớn vào mặt. Nhưng cách nói chuyện của người này rất kỳ lạ, như thể có một thế lực ma quỷ nào đó nhập vào. Giọng khàn khàn trầm trầm, như thể là bà phù thủy ngày xưa đang trù éo người khác gặp họa vậy. Chưa dừng lại ở đó, người phụ nữ này ngày một hét lớn lên và tru éo hai vợ chồng này nhiều hơn nữa. Mãi đến khi bảo vệ bệnh viện đến và đổi giường bệnh cho bà ấy sang phòng khác thì bà ấy mới chịu yên lặng hơn. Thấy cũng tội mà coi cũng sợ, cái này là bị ma nhập chứ người bình thường ai mà nói chuyện kiểu đó cơ chứ. Ma dấu dép, cái này cứ tưởng là chỉ có những người đi rừng đi rú mới gặp phải thôi. Nhưng không đâu nhá, ngay tại chính ngôi nhà của bạn, nơi những con ma vẫn có thể lộng hành không kém đấy. Chủ nhà này thường xuyên thức dậy và không tìm thấy dép của mình ở đâu cả. Vậy là anh đã lắp đặt camera và rồi phát hoảng khi nhìn thấy chiếc dép của mình từ từ di chuyển tới lui. Thôi, toàn rồi, tầm này phải mua dép giấy về đốt cho người ăn thôi, vì họ đang không có dép mang nên về báo hiệu đấy. Cảm ơn các bạn đã quan tâm, theo dõi và đừng quên đăng ký kênh để không bỏ sót bất kỳ video thú vị nào nhé.